Các bạn đã đến với kênh NHPD Entertainment. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo Gmail cá nhân trên ứng dụng điện thoại. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng Chrome giúp mình. Thì ở ứng dụng Chrome, các bạn sẽ search giúp mình là tạo Gmail cá nhân. Thì khi mà các bạn đã search ra cái từ khóa này thì các bạn sẽ bấm vào tạo tài khoản Gmail giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cái mục là tạo tài khoản để các bạn có thể chỉnh sửa hoặc tạo mới tài khoản. Thì khi mà các bạn chuyển sang cái mục đăng nhập của Google, các bạn sẽ nhấp vào phần tạo tài khoản giúp mình. Thì ở đây Google họ sẽ đưa ra hai lựa chọn là cho bản thân tôi và cái tài khoản Gmail để quản lý doanh nghiệp của tôi. Thì do các bạn tạo tài khoản Gmail cá nhân nên các bạn sẽ nhấp vào phần cho bản thân tôi giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ nhập giùm mình cái họ tên của các bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập họ tên của mình. Thì các bạn sẽ cứ làm theo cái hướng dẫn của bên Gmail thì họ sẽ hướng dẫn tiếp những cái bước tiếp theo. Các bạn sẽ nhập ngày tháng năm sinh. Bạn sẽ nhập vào những thông tin để Gmail họ có thể cấp cho bạn cái tài khoản mà các bạn mong muốn, và các bạn cứ bấm tiếp theo. Là một địa chỉ Gmail mà các bạn muốn, là đây chính là cái user mà khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ hiển thị, và sẽ các bạn sẽ phải ghi nhớ cái tài khoản user này. Ở đây mình sẽ tạo theo cái tên kênh của mình, Entertainment. Thì sau khi mà các bạn đã tạo xong cái tên này, các bạn sẽ bấm tiếp theo giúp mình. Thì ở đây đối với những cái tên mà họ đã sử dụng rồi thì các bạn thấy là nó sẽ báo là tên người dùng này đã được sử dụng, và các bạn buộc lòng phải thay đổi cái tên khác. Thì các bạn có thể lựa cái tên nó phù hợp. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi là Discovery NHPD. Và bạn bấm tiếp theo với mình. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái mật khẩu cho nó phù hợp. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo là 89. Thì các bạn nếu mà các bạn lưu ý là phải có một cái ký tự đặc biệt ở trên đây. Ở đây mình có thể là các bạn sẽ ở đây amốc và những con số để có tạo ra cái độ mật khẩu mạnh cần thiết khi bạn đăng nhập vào cái Gmail này. Khi hoàn tất các bạn sẽ nhấp tiếp theo giúp mình. Thì Gmail họ sẽ yêu cầu cung cấp thêm những cái thông tin khác như số điện thoại để giúp các bạn đặt những cái mật khẩu khi mà bị mất. Thì nếu mà các bạn chưa muốn thêm cái số điện thoại của mình thì các bạn sẽ bỏ qua và nhấp vào tôi đồng ý. Thì cái tài khoản NHPD Discovery đã được tạo hoàn tất. Thì mình hy vọng là sau khi mà các bạn đã xem những thông tin này, các bạn sẽ đọc hết những cái thông tin mà Gmail họ đã đề cập về quyền riêng tư, và các bạn sẽ nhấp vào tôi đồng ý. Các bạn chờ trong giây lát để Google họ sẽ duyệt cái thông tin này. Khi mà hoàn tất, họ sẽ gửi một cái mail để thông báo đến các bạn. Thì các bạn có thể vào ứng dụng Gmail trên điện thoại để kiểm tra cái hộp thư này. Thì video hướng dẫn cách tạo Gmail cá nhân trên điện thoại của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Những ý kiến thắc mắc của các bạn sẽ được mình hồi đáp trong thời gian sớm nhất. Thì Thân Ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.